Hồ sơ SCP tập 29, SCP-2000, cổ máy cứu thế. Phân loại bạn thúc dành cho SCP này là Tomio, nghĩa là cực kỳ có lợi đối với tổ chức hoặc là có thể dùng để quản thúc các SCP khác. Trước khi bắt đầu thì mình xin nói là video này chỉ mang tính giải trí, nội dung của video không có thật. Ok, cảm ơn mọi người. Chúng ta hãy tưởng tượng sẽ ra sao nếu một ngày anh bạn 3812, SCP quyền năng nhất của vũ trụ trở nên nổi điên và vô tình tàn phá thế giới bằng ý nghĩ của nó rồi bỏ đi. Hay SCP-6789, hiện thân của mẹ thiên nhiên, đã ra tay thanh tẩy nền văn minh nhân loại bằng một thảm họa diệt vong có quy mô toàn cầu. Hoặc gần đây nhất, chính là trong SCP-001 khi ngày tàn, mặt trời đã hủy diệt hầu hết mọi dạng sinh vật sống trên trái đất bằng tia sáng chết người của nó. Vâng các bạn, khi xảy ra những sự kiện trên thì trái đất sẽ phải đối mặt với một viễn cảnh tận thế không thể sửa chữa được và loài người sẽ đi đến hồi kết. Vậy có cách nào để tổ chức SCP, hy vọng cuối cùng của nhân loại có thể xoay chuyển tình thế, tái thiết lại thế giới loài người trước những thảm họa đến từ những sinh vật có quyền năng của thần thánh này hay không? Thì câu trả lời là đây. SCP-2000 cổ máy cứu thế là một tổ hợp công trình máy móc được tổ chức SCP xây dựng vào một mốc thời gian không xác định trong quá khứ. Cổ máy này có vị trí ở dưới công viên quốc gia Yellowstone của nước Mỹ, cụ thể hơn là ở độ sâu từ 75 đến 100 mét trong lòng đất. Và đúng như cái tên, SCP-2000 có khả năng tái tạo lại hoàn toàn nền văn minh của loài người trong trường hợp trái đất xảy ra một sự kiện tận thế mang tính không thể sửa đổi, nhằm ngăn chặn sự diệt vong của con người hoặc nguy cơ sắp tuyệt chủng. Lối vào của SCP này đã được tổ chức ngụy trang cẩn trọng để tránh sự tiếp xúc của người dân. Bên trong SCP-2000 chứa rất nhiều hệ thống về các loại máy móc tiên tiến hiện đại vượt xa thành tựu khoa học của nhân loại, cụ thể như có một hệ thống tái tạo không gian cho phép SCP-2000 có thể mở rộng diện tích lên tới 10 km² trong lòng đất mà không gặp trở ngại gì, hay một cái máy phát điện chạy bằng năng lượng nuôi lửa dưới lòng đất. Cái máy này có thể tạo ra năng lượng liên tục đủ sức giữ cho SCP-2000 luôn hoạt động trong trạng thái ngủ đông, giúp cho ta có thể kích hoạt nó bất kỳ lúc nào mà không cần thời gian khởi động. Tiếp theo là có rất nhiều hầm trú ẩn được trang bị máy lọc không khí với đầy đủ tiện nghi bên trong SCP này. Đây là nơi dành cho những người may mắn còn sống sót sau thảm họa. Ngoài ra, phải kể đến 500.000 buồng nhân bản siêu cấp và một hệ thống siêu máy tính có khả năng lưu trữ hoặc tái tạo toàn bộ những mã gen từng được biết của con người và sinh vật. Được biết rằng, dựa vào hai loại máy này, SCP-2000 có thể tạo ra 100.000 người nhân bản trong vòng một ngày và có thể nhân bản bất kỳ người nào ở mọi độ tuổi khác nhau. Những người nhân bản này mang những đặc điểm giống y hệt những con người ở thời đại cũ, nhưng không có ký ức, và sẽ được SCP-2000 cài ký ức phù hợp để không làm ảnh hưởng đến quá trình xây dựng lại nhân loại. Thêm vào đó, không chỉ ký ức được lưu trữ lại, các thành tựu khoa học kỹ thuật hay văn hóa đời sống của nền văn minh cũ cũng sẽ được giữ lại bên trong bộ nhớ máy tính của SCP này, nhằm mục đích đảm bảo sự cân bằng của hiện thực đời sống dân cư. SCP-2000 được lập trình là sẽ ưu tiên nhân bản những người lãnh đạo của tổ chức SCP trước, như Hội đồng O5 và Ủy ban Đạo đức, để đảm bảo rằng vẫn sẽ có tổ chức, vẫn sẽ có người dẫn dắt nhân loại. Đây chính là lý do tại sao, dù tận thế xảy ra, tổ chức SCP vẫn tồn tại được. Khi nhân bản đạt đến một số lượng nhất định, SCP-2000 sẽ phối hợp với những con người nhân bản này tham gia vào quá trình kiến thiết lại cơ sở hạ tầng, nhà cửa và môi trường sống tự nhiên trên trái đất. Khi tất cả đã hoàn thành, SCP-2000 sẽ tiến hành xóa và cài lại ký ức lần cuối cùng cho người nhân bản và đưa họ trở về đời sống hiện thực. Từ đây, một nền văn minh nhân loại mới sẽ bắt đầu. Một điều quan trọng nữa là SCP-2000 sẽ khôi phục lại nhân loại ở mốc thời gian 20 năm về trước, tính từ lúc sự kiện tận thế xảy ra, vì đây là khoảng thời gian hợp lý để quá trình khôi phục lại nền văn minh nhân loại diễn ra một cách dễ dàng nhất. Và để bảo vệ SCP-2000 khỏi các thế lực thù địch, tổ chức đã đặt xung quanh SCP này những thứ gọi là neo hằng thực, một cỗ máy có khả năng giữ cho thực tại không bị biến đổi trước các sinh vật có năng lực bẻ cong thực tại, và máy chế định thời gian, loại máy có khả năng ổn định dòng thời gian xung quanh nhằm ngăn chặn kẻ xấu thao túng thời gian để phá hủy SCP-2000. Theo tài liệu mình đọc được thì có một số sự thật thú vị như SCP-3812 không thể nào phá hủy hoàn toàn được SCP-2000, nguyên nhân thì vẫn chưa được làm rõ, và hình như để tạo ra SCP-2000, tổ chức đã sử dụng một thứ gọi là Seed of Life, hay hạt giống của sự sống. Đây chính là tạo vật của SCP-001, Hắc Nguyệt, một thực thể vô cùng cổ xưa, cực kỳ mạnh mẽ và cũng cực kỳ nguy hiểm. Mình sẽ đề cập rõ hơn nếu có dịp làm về SCP này nha mọi người. Ok, cảm ơn mọi người đã xem.